trên xã hội. Khi điều khiển xe trên đường Đỗ Nhuận thuộc địa phận phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Clip sau khi được đăng tải đã khiến cho nhiều người dân bức xúc trước hành vi nguy hiểm trên. Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành rà soát và triệu tập người đàn ông 62 tuổi điều khiển xe trong clip làm việc. Người này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm. Theo Nghị định 100, tổng mức phạt đối với các lỗi của ông là 8.250.000 đồng.